Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Playzone TV. Cũng đã khá lâu rồi kể từ khi SteelSeries ra mắt chiếc chuột đó chính là Rival 700, một trong những con chuột được coi là gây tiếng vang thời điểm đó khi mà nó có cực kỳ nhiều điều đặc biệt, ví dụ như là khả năng zoom này, rồi màn hình LED hiển thị này. Tuy nhiên thì thực sự cho đến thời gian sau này thì con chuột này lại không được ưa chuộng cho lắm, bởi vì mặc dù độc thị thật đấy nhưng cái cảm giác sử dụng của nó mang lại lại không thực sự được tốt cho lắm. Và cuối cùng thì sau một khoảng thời gian rất là lâu thì hãng này cũng ra mắt một sản phẩm tiếp theo trong cái dòng chuột được coi là cao cấp của họ, đó chính là con chuột Rival 600. Và sản phẩm này mang trong mình không còn những cái tính năng độc lạ để thu hút người dùng nữa, mà tập trung vào phần cải thiện hiệu năng cũng như là cảm giác người dùng sử dụng hơn. Ngay trong video này chúng ta hãy cùng đi khám phá nó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi mở hộp xem bên trong nó có cái gì. Và một hộp ra bên trong chúng ta sẽ có thêm một cái hộp nữa cũng được làm bằng bìa carton luôn. Và ở đây sẽ có hình ảnh chính của một cái game thủ Dota 2 rất nổi tiếng, đó chính là Sumail cho đội game là EG. Đây cũng là một thương hiệu mà SteelSeries tài trợ rất nhiều năm rồi. Ngoài ra đây sẽ có một số cái lời nhắn nhủ của hãng rồi thì liên quan đấy. Ok, bây giờ chúng ta mở hộp sản phẩm ra xem bên trong nó có cái gì. Ở ngay chính giữa chúng ta thể thấy ngay được chuột SteelSeries Rival 600. Cảm giác cầm đầu tiên thấy rất là cao cấp rồi. Tiếp đó thì các bạn sẽ có thêm một cái hộp phụ nữa, để bên trong là chúng ta sẽ có đựng các phụ kiện. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một vài quyển sách dễ sử dụng ở đây nữa. Mình sẽ không lôi ra làm gì cả vì nó quá là quen thuộc rồi. Đây sẽ là hộp phụ kiện. Và bên trong này thì chúng ta sẽ thử mở ra xem nào. Chúng ta sẽ có một cuộn dây để kết nối này. Dây cũng rất là mềm và dùng đầu cắm là micro USB. Tiếp đó chúng ta sẽ có thêm một cái khá nặng nữa, có vẻ như là cục để đựng tạm. Và đây chúng ta sẽ có một cái hộp cao su như thế này để đựng 8 viên tạm bên trong. Mỗi viên có độ nặng đó là 4g. Và tổng cộng khi gắn tất cả các viên này vào thì các bạn biết rồi, 8432, 32g cộng thêm cho con chuột này. Và đó là bộ những gì có bên trong con chuột. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi khám phá nó xem có gì đặc biệt hay không. Điều đầu tiên để mà nói đó chính là về hình dáng con chuột này. Từ cái lúc mà nó còn lộ diện ở trên website thì mình tưởng rằng đây là một con chuột tương đối nặng. Tuy nhiên thì khi cầm vào cảm giác lại hoàn toàn ngược lại, nó cực kỳ nhẹ nhàng và thanh thoát. Điều đó có lẽ là nhờ thiết kế có cắt xẻ khá nhiều phần, cũng như là phần bên trong phải làm rỗng tương đối nhiều để các bạn có thể gắn được thanh tạ, tùy chỉnh cái độ nặng. Hình như cái độ nặng đâu đó của nó mà khi mà chưa gắn tạ thì khoảng tầm 96g, tương đối là nhẹ. Về hình dáng tổng quan thì thực sự nó không có quá nhiều khác biệt lắm về cái gọi là hình dáng của một con chuột so với các sản phẩm khác của SteelSeries. Vẫn là một kết cấu công thái học dành cho người thuận tay phải với cổng là palm và claw grip, còn fingertip thì chúng ta nên bỏ qua con này. Mặc dù nó là hình dáng của nó tương đối giống những sản phẩm khác của SteelSeries, đó chỉ là về cái form cũng như cái khuôn thôi. Còn đâu thì ở trên cái bộ phận, từng bộ phận của con chuột này lại thiết kế khác hoàn toàn so với các sản phẩm trước đây. Và mình cảm giác được nó mang một phong cách thiết kế có vẻ thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn và ít cục bịch và nặng nề như các sản phẩm khác của SteelSeries, dẫn tới là cái độ thẩm mỹ của nó cũng được nâng lên tương đối nhiều. Và cái mình thấy thì ở thời điểm hiện tại đây chắc chắn là con chuột đẹp nhất của SteelSeries từ trước cho đến nay, không tính những cái phiên bản limited, vì những phiên bản đó thì theo sở thích cá nhân của từng người. Chúng ta hãy cùng đi sâu hơn một chút về các bộ phận. Đầu tiên đó là về chất liệu. Phần chất liệu đây thì chúng ta sẽ không một con chuột được làm từ nhựa bóng hay nhựa nhám hoàn toàn, mà sẽ là nhựa được phủ một lớp gần như kiểu lớp cao su để cho các bạn có cảm giác cầm tốt hơn, cầm nắm tốt hơn, chắc chắn hơn, cũng như là sờ vào thì nó cao cấp hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường. Và trên phần thân chuột chúng ta có thể thấy ngay được phần logo SteelSeries vẫn như thường lệ được làm đèn LED 16,8 triệu màu. Ngoài ra thì lần này hãng cũng trang bị thêm 2 dải đèn nữa ở ngay phía bên trên, và chính 2 dải đèn này tạo nên điểm độc đáo của sản phẩm này khi chúng ta nhìn thẳng vào. Nó cảm giác như con chuột được chia cắt làm nhiều phần và khiến cho nó có một cái gì đó nhìn rất là tương lai. Thêm vào đó thì ở phần này hãng cũng trang bị cho chúng ta một phần nhựa mờ khiến cho ánh sáng đèn LED được lan tỏa tốt hơn, cũng như là không bị gắt quá và không bị nhìn lởm lởm như các loại chuột của tàu khựa. Ngoài ra còn một phần đèn LED nữa, đó chính là phần ở cuộn chuột, và như thường lệ chúng ta không có gì quá nhiều để nói. Ở mặt phía bên trên này thì ngoài chuột trái, chuột phải, cuộn chuột thì chúng ta sẽ có thêm một nút chỉnh DPI nữa, được làm nhô lên khá cao và như thế này thì các bạn có thể thao tác tương đối là dễ dàng. Nói thêm một chút về phần chuột trái và chuột phải thì lần này hãng sử dụng switch đó là 60 triệu lần nhấn, tương đối nhiều so với cả các switch chuột hiện nay ở trên thị trường. Thêm vào đó thì không giống như các sản phẩm khác thì cái phần là nút bấm này sẽ được liền luôn với thân, hoặc là hai nút bấm này liền nhau. Tuy nhiên thì ở con này nó được tách riêng làm hai phần riêng biệt ở trên phần phía bên này, khiến cho các bạn đem lại cảm giác bấm chuột tốt hơn và nó rõ ràng hơn là so với kiểu kết nối liền hai bên hoặc là kết nối với phần thân bên dưới. Ngoài ra thì kiểu thiết kế thế này cũng làm cho nó nhấn hơn về cảm giác cắt xẻ của con chuột này. Về phần cuộn chuột thì có thể nói là vẫn như các sản phẩm khác của SteelSeries, họ vẫn giữ được phong độ rất tốt, đó chính là cuộn chuột mượt mà, tiếng động gây ra không quá khó chịu và cho người dùng cảm giác cuộn tương đối tốt, không bị trơn quá, không bị nặng quá hay là cũng không bị rít quá. Đó là mặt phía bên trên. Còn tiếp theo chúng ta sẽ đến với mặt hông. Ở mặt hông thì trước đến nay SteelSeries thường là một hãng làm phần hông này không tốt cho lắm, khi mà những sản phẩm của họ như còn Rival đời đầu này, Rival 300 này, Rival 100 này, những cái phần cao su ở phía bên này làm khá cứng một là cứng, hai là quá mềm. Mềm thì nó sẽ bị dễ hỏng, nhưng ở con này thì phần đệm tay để được làm tương đối tốt. Nó được làm bằng silicon theo hãng quảng cáo. Ngoài ra thì ở phần cạnh phía bên trái chúng ta sẽ có thêm một số nút phụ. Đầu tiên là một nút back và forward tất nhiên rồi, và một nút nữa là nút phụ. Đây các bạn có thể gắn bất kỳ tính năng gì các bạn thích. Và còn lại ở mặt phía bên phải thì chúng ta sẽ không có nút gì cả, chỉ có thêm hai cái phần silicon ở đây để các bạn có thể đệm tay tốt hơn. Và cảm giác cầm của nó thì cực kỳ là êm, sờ phần này mướt và không hề bị cứng cũng như là không bị quá mềm hay là cảm giác nó dễ bị bong. Ngoài ra phần phía bên cạnh này thì hãng còn làm kiểu màu sắc nó khác đi so với phần vỏ, khiến cho chúng ta nhầm tưởng đây là một phần được làm bằng kim loại, nhìn nó cao cấp và sang hơn rất nhiều. Ở phần này thì các bạn có thể tách ra và nó sử dụng cái đầu nam châm để gắn vào. Các bạn có thể sử dụng những cái quả tạ mà nhà xuất tặng kèm và sau đó gắn vào đây để tăng thêm cái độ nặng cho con chuột này. Cách gắn vào thì cũng rất dễ dàng thôi. Tuy nhiên thì theo mình thấy hãng nên làm kiểu này theo kiểu cái nối là nam châm thì tốt hơn là so với kiểu cao su thế này. Cảm giác nó hơi lỏng và không được chắc chắn cho lắm. Và ở đây thì các bạn đều có thể gắn tạ vào phía hai bên. Và đây chính là lý do tại sao mà hãng nói là con chuột này có cái khả năng cân bằng rất là tốt, khi các bạn có thể tùy chỉnh cân nặng được cả hai bên theo cái cảm giác sử dụng các bạn. Thêm vào đó thì một điểm thú vị nữa ở cái phần ốp này đó là nếu như các bạn mà thích sử dụng một con chuột bé và cực kỳ là nhỏ gọn thon thì có thể tháo hai phần này ra. Và cảm giác cầm của nó thì rất giống với những con chuột igloo khi mà nó có một ngoại hình cực kỳ là thon dài. Và phần hông thì hõm vào bên trong, cảm giác cầm của nó khá là nhẹ nhàng và có một chút gì đó rất là thoải mái. Tuy nhiên là với sử dụng bình thường chắc chắn là nhà xuất vẫn khuyên chúng ta lắp hai phần ốp này vào để cho các bạn có một cảm giác cầm nắm chắc chắn nhất. Còn kia là bạn nào thích thì dùng như thế mà thôi. Đó toàn bộ mặt phía bên trên. Ở mặt phía bên dưới chúng ta có thể thấy đó chính là phần cao su đệm được trải dài đến tận xuống phía bên dưới luôn. Và thêm vào đó chúng ta sẽ thấy 3 feet ở 3 góc. Và 3 feet này cho cảm giác sử dụng tương đối là tốt. Ngay khi mình cầm vào thì khi mình sử dụng chuột có cảm giác gì đó rất là mượt, không biết có phải là do chuột mới hay không. Và phần cuối cùng mình muốn nói mặt dưới đó chính là phần mắt đọc. Ở mắt đọc của sản phẩm này chúng ta sẽ có lên tới 2 mắt đọc. Thứ nhất là mắt đọc chính là mắt đọc quang học. Ở các bạn biết rồi, cho mức DPI tối đa là 12.000 và mức DPI tối thiểu đó là 100. Và đây là mắt đọc được SteelSeries gọi là True Move 3+, một trong những mắt đọc tốt nhất trên thị trường trong thời điểm hiện tại. Và ngoài ra thì điểm đặc biệt của con này nữa và tính năng đáng tiếc của nó đó chính là một cái mắt đọc phụ bên cạnh. Đây cũng là một mắt đọc quang học, tuy nhiên thì đây không phải mắt đọc như mắt đọc thông thường mà nó là một cái cảm biến về cái độ sâu, và mình sẽ nói chi tiết hơn một chút về cái phần này ở trong phần hiệu năng. Và đó là toàn bộ về ngoại hình của sản phẩm này. Bây giờ chúng ta sẽ nói sơ qua một chút về hiệu năng thực tế khi chúng ta sử dụng. Ở sản phẩm này thì nó cho mình thấy một cảm giác cầm tương đối tốt. Khi mà các bạn cầm bất kỳ kiểu cầm nào, ví dụ như là palm grip hoặc là kiểu tầm claw grip thì vẫn là thoải mái, khi mà các ngón tay các bạn có thể đặt được hoàn toàn trên các vị trí của chuột. Cảm giác của nó thì không được ôm hoàn toàn giống như với cả con DA hay là các con chuột không thấy học hoàn toàn khác, mà nó vẫn có một số cái khoảng trống để các bạn có thể thoải mái hơn trong việc di chuyển, nhất là với những pha vẩy chuột nhanh hoặc vẩy chuột xa. Khi mà các bạn cầm nó bị sát quá thì cảm giác nó hơi ì ạch khi mà các bạn di chuyển như vậy. Đó là cảm giác sử dụng những con chuột này. Và nó sẽ qua một chút để bắt đọc thì như mình nói rồi, với một thông số mà sở hữu cực kỳ tốt như vậy thì hiệu năng nó mang lại cũng rất là tốt. Nói sâu hơn một chút về cái tác dụng của cái mắt đọc phụ đi kèm, đó chính là mắt đọc về chiều sâu. Các bạn biết rồi, khi mà chơi những cái game FPS hoặc là các bạn phải vẩy chuột thì cần phải nhấc chuột lên rất nhiều, thì lúc đó thì với một số con chuột mà có mắt đọc kém hoặc là những con chuột thông thường trước đây thì cái con chuột của bạn, cái khoảng khắc mà các bạn nhấc chuột lên rồi di đi thì nó đã lệch đi khỏi một chút so với cả vị trí ban đầu rồi. Tuy nhiên thì với công nghệ cái mắt đọc phụ đi kèm ở trên con Rival 600 này thì nó sẽ giảm tối đa cái hiện tượng sai lệch vị trí của con trỏ chuột khi mà các bạn nhấc chuột lên dù là khoảng cách rất nhỏ thôi. Và hãng nói rằng đây là một con chuột cho cái cảm biến về hít vào tốt nhất trên thị trường bây giờ. Và quả thật thì trong quá trình sử dụng để chơi tựa game MOBA hay FPS thì mình thấy con chuột này hoạt động rất là ổn, mượt mà, không hiện tượng sai lệch. Đó là tổng quan nhất về cái hiệu năng của sản phẩm này. Mình chỉ nói được như vậy mà thôi. Còn đâu thì nếu như các bạn muốn trải nghiệm chi tiết hơn thì có thể đến cửa hàng và tự trải nghiệm cho mình. Ngoài ra thì còn một cái liên quan đó chính là phần mềm. Nó vẫn là SteelSeries Engine V3 mà thôi, không có gì cải tiến hay khác biệt cả. Chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được cái hệ thống đèn LED. Và có lẽ đến đây chúng ta không phải nói quá nhiều rồi, vì bây giờ LED RGB đã quá phổ biến rồi, hiệu ứng của nó cũng chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có vậy mà thôi. Các bạn có thể xem chi tiết hơn ở trong cái phần trang chủ và cái phần thông tin về sản phẩm này. Và trở lại con chuột Rival 600 của SteelSeries thì có thể nói lần này hãng tập trung hơn vào phần trải nghiệm người dùng cũng như là những gì mà một chú chuột chơi game đích thực tốt có thể đem lại cho người dùng ở một mức giá có thể coi là hợp lý so với cả hiệu năng là 2 triệu đồng. Và với những đặc điểm như là khả năng cân bằng cực tốt này rồi thì sử dụng lên tới 2 cảm biến quang học đảm bảo độ chính xác cho chuột thì có thể nói đây là một sản phẩm rất đáng mua của SteelSeries trong thời điểm hiện tại. Và không chỉ vậy, nó sẽ là một trong những con chuột đáng mua nhất ở trong khoảng thời gian nửa đầu năm 2018. Nếu các bạn thích nó thì xem giá bán truy cập vào link để phần mô tả. Đừng quên bấm like, share video này và bấm nút theo dõi. Mình là Dương Dũng và đây là Playzone TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.